Hello các bạn, em review trà sữa Việt Quất các bạn, 11 ngàn các bạn. Ủa có gì là cái gì vậy? À gì sữa Việt Quất. Có 2 ly nha các bạn. Mã em giảm 40 hay đâu? Trên đâu? Trên đâu? Bamin giảm 40 cho Bamin các bạn. Sale. À trà sữa Việt Quất nha các bạn, cái quán tên gì? Heo Bắc Hí các bạn, 11 ngàn. Lưu được á. Ăn không? Tôi không. Không ai uống trà. Đi. Đi gái vô. Rửa không đạt. Ai được không? Sẽ 11 ngàn nha các bạn. Đây là gì cái đi. Ngon. Mùi ngọt đi. Hơi ngọt. Nó hơi ngọt nha. Để hương chứ không phải là nửa xay với trái kia. Nó để hương á. Để hương quá. À có hạt cho con cá nè ha. Hạt bánh răng. Em đang nó bụng, em uống nhưng em thấy ngon các bạn. Cái gì sữa ra tiền. Bánh răng, để mang bánh răng con cá. Con cá hơi bị nhiều quá. Giống trà sữa Việt, trà sữa rẻ tiền dưới quê các bạn. Dưới quê đâu có trà sữa mà để hạt nè, hạt mấy con cá nè. Cho các bạn coi hạt con cá đó ha. Các bạn thấy đây trời. Thấy con cá không? Trắng. Cái hành làm sẵn, có phô mai, nó không có ok mà. 11 ngàn thì giá này cũng được. Thank you.
hơi ngọt, bỏ nước đá vô. Ủng hộ hơn quay đất luôn các bạn.